Ông thẳng 100%, chỉ là họ chưa gặp được người bẻ cong mình mà thôi. Tuy nhiên, nhà tâm lý học Savin Williams thuộc Đại học Cornell tiết lộ rằng ngày càng có nhiều nam giới được định nghĩa là gần như thẳng hoàn toàn. Sau thời gian nghiên cứu, ông phát hiện ra rằng phần lớn chúng ta đều bị kích thích bởi cả hai giới và ủng hộ giả thuyết giới tính không phải là thứ có thể phân loại rạch ròi mà là một phổ bao gồm rất nhiều trạng thái giữa những định mức giới tính cố định. Và nếu không ai thẳng 100% thì cũng rất có khả năng không ai đồng tính 100%. Cuốn sách dựa trên nghiên cứu của ông được công bố trên tạp chí Tâm lý xã hội, trong đó ông kiểm tra tình nguyện viên để xác định xem họ là nam hay nữ. Nhóm nghiên cứu cho họ xem phim khiêu dâm đồng giới nam và đồng giới nữ rồi đo lường sự giãn nở của đồng tử, chỉ số của sự hưng phấn tình dục. Ngoài ra, các nhà khoa học còn theo dõi những thay đổi về nhịp tim và lưu lượng máu của bộ phận sinh dục trong khi họ xem phim người lớn.